Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn cặp chim non Malaysia dòng Chiu Cù Chạy nha các bạn. Có thể nói dòng Malaysia dòng này là dòng cao cấp nhất nha các bạn. Dòng chim này khá là bự con, dài đòn các bạn ạ. Cặp chim này đã ăn cứng nha các bạn. Thế nhưng nó cũng chưa đầy được một tháng đâu các bạn. Mới được khoảng khoảng 25 ngày tuổi các bạn. Nhưng mà nó đã ăn cứng rồi nha các bạn. Này là tự ăn được rồi. Cặp chim này mình bán với giá là 6 triệu nha các bạn. Nay mình công khai giá luôn các bạn. Nếu bạn nào có thiện chí mua thì mình có thể bớt chút xíu cho các bạn tiền xe các bạn. Mình xin nhắc lại cặp chim này mình bán với giá là 6 triệu đồng nha các bạn. Mình có thể bớt cho các bạn tiền xe. Cặp chim khá là đẹp các bạn. Cặp chim non Malaysia dòng Chiu Cù Chạy nha các bạn. Dòng cao cấp nha các bạn. Này là thổ pha nha các bạn. Dòng chim này rất là bự con, dài đòn. Rất là đẹp các bạn. Này là giọng thổ pha nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích dòng chim này thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Số điện thoại trên màn hình là số Zalo nha các bạn. Bên mình chỉ nhận chuyển khoản trước và bên mình sẽ tiến hành gửi chim cho các bạn. Mình bao bao trống nha các bạn. Này là một cặp là một trống một mái nha các bạn. Nếu là mái thì bên mình sẽ đổi lại cho các bạn. Nếu là mái thì bên mình sẽ đổi lại cho các bạn con trống khác. Hoặc là các bạn mua thêm một con trống khác thì bên mình sẽ tính theo giá con mái cho các bạn. Lúc đó thì hai bên thương lượng các bạn ạ. Bên mình bán hàng là luôn giữ chữ tín nha các bạn. Cho nên các bạn cứ yên tâm về chim nha các bạn. Bên mình sẽ gửi đúng chim. Và bên mình chỉ nhận chuyển khoản trước nha các bạn. Mình xin nhắc lại đây là cặp chim Malaysia dòng Chiu Cù Chạy nha các bạn. 25 ngày tuổi. Chim này đã ăn cứng nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình. Bên mình giao hàng toàn quốc nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại.